しんちゃん、ばんです。みえんです。はい、今回の文法は何々してもいいですか？ベトナム語では何々có được không？có được không？はい、例えば食べてもいいですか？ăn có được không？ăn có được không？飲んでもいいですか？uống có được không？uống có được không？使ってもいいですか？dùng có được không？dùng có được không？入ってもいいですか？vào có được không？vào có được không？はい、こんな感じですね。簡単でしょ、皆さん。日本語の森では仲間を募集しています。日本語教育を通して頑張る人を応援したい、サポートしたいと本気で思ってくださる方と一緒に仕事がしたいです。同じ熱い思いをお持ちの方はこちらまでご連絡ください。待ってます。偏頭痛。Anh hút thuốc được không? Anh hút thuốc được không? Anh hút thuốc được không? Omae wa mou shindeiru. Nani? Thèm thuốc thế? Anh hút thuốc được không?Chị ơi, em vào đây có được không? Chị ơi, em vào đây có được không? Chị ơi, em vào đây có được không? Em ngồi đi. Chị ơi, em ngồi đây có được không? Em ngồi đi. Em vào có được không ạ? Em vào có được không ạ? Em vào có được không ạ? Được, vào đi em. Chào anh. Anh ơi, em vào có được không? Được, vào đi em. Chị uống sữa này được không em ơi? Chị uống sữa này được không em ơi? Chị uống sữa này được không em ơi? Không, của em à? Có nhiều mà. Chị uống sữa này được không em ơi? Không, của em mà. Có nhiều mà.日本語が話せるベトナム人と友達になりませんか？日本語人とってもおすすめです。ぜひダウンロードしてみてください。Tài khoản chính của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi này. Hết tiền rồi. Chị Vân ơi, em dùng điện thoại chị được không? Em dùng điện thoại chị được không?Em dùng điện thoại chị được không? Tài khoản chính của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi này. Điện thoại chị cũng hết tiền. Hết tiền rồi. Chị Vân ơi, em dùng điện thoại chị có được không? Điện thoại chị cũng hết tiền.